Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đến chương trình Khai Dân Trí ngày hôm nay. Nha. Trước tiên thì Lisa xin thông báo với tất cả các bạn nào ở Việt Nam mà không có biết cái chương trình mà vượt qua firewall, cho nên vào cái nick của Lisa nói rằng là không thấy cái gì cả, chỉ thấy trắng tươi thôi, không có một cái thông tin gì hết, không có bạn bè, không có gì hết, là bởi vì cái lũ súc vật an ninh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ rất là sợ tiếng nói của Lisa, cho nên các em, họ đã chặn các em, cho nên các em không thấy bất kỳ một cái điều gì hết nha. Rồi, kế tiếp nữa là một cái nickname ở trên đây là một em gái tên là nickname là Gia Phạm, em ở bên Mỹ. Em cho biết rằng là thông báo với mọi người là cái nick của em đã bị hack, cho nên các bạn vấn đề là kêu bằng là cứ yên tâm, bởi có những người lên tìm em gái Gia Phạm nha, là một người cũng đã từng vấn đề là kêu bằng đó là bút chiến với cái tuổi mà dư luận viên nha, cho nên các bạn cứ yên tâm. Em gái đó chúng ta là chỉ nói với Lisa là bị hack mất nick thôi, chứ không có gì hết. Rồi, chị ơi, tại sao điện trong nước tăng và xăng tăng? Chị nói những chương trình hôm trước em thấy quá đúng. Và bây giờ Bộ Chính trị yêu cầu là cấm và không được quyền tổ chức ăn liên quan cũng như tham nhũng. Chị thấy rằng có thực hiện được không chị? Rồi, trả lời cho em. Điện tăng là chị đã biết trước, chị đã nói những cái chương trình trước rồi. Cái lũ cộng sản này nó sẽ vấn đề là tăng điện lên, bởi vì nó muốn lấy tiền của người dân, bởi vì bây giờ nó không còn tiền. Cho nên điện tăng, xăng tăng, tất cả trong tương lai gần Tết, bất kỳ cái gì nó cũng tăng cả. Nhưng mà khi nó tăng lên như vậy rồi, thì bây giờ nó còn có thể là thằng Bộ Chính trị, những cái thằng như là thằng Tổng Lú, nó đã gom một cái tượng vàng 50 kg vàng, rồi nó gom 3-4 căn biệt thự. Tất cả những thằng về Bộ Chính trị bây giờ thằng nào nó cũng ăn mặc thay mặc thi hết trơn rồi. Bởi vậy mà cho nên bây giờ nó không có cần biết là vấn đề là kêu bằng người dân như thế nào. Nó chỉ sợ rằng những cái thằng mà cắt ké kỳ nhông ở phường, ở xã đó kia chuẩn bị lợi dụng vào những cái dịp lễ lọc để mà rút ruột, để mà ăn tiền, cho nên nó mới ra cái chiêu bài, nó mới là vấn đề là làm như vậy mà thôi. Đây là cái phe của thằng Trọng Lũ. Mà có nhiều người vấn đề là âm thầm vào nói với Lisa rằng đó là cái thằng chó đẻ cái phe Trọng Lũ nó ăn mặc rồi, bây giờ nó giả giờ nó làm như vậy đó. Cho nên tụi em bây giờ nó nói kệ mẹ tụi cái lũ chó đẻ Bộ Chính trị. Cho nên những cái tỉnh thành bây giờ người ta coi những lời nói của Bộ Chính trị như là nước đổ đầu dịch. Bộ Chính trị nó chỉ lợi dụng đảng, chứ thật sự bây giờ trong Bộ Chính trị là một đảng, là một phe đặc, một phe phái thôi. Tức là cái phe nào theo thằng Trọng Lũ là bây giờ nó đập đầu hết cả, hết tất cả những người ở Việt Nam. Cho nên thằng nào mà ở Việt Nam bây giờ mà mạnh miệng, hoặc là nhìn thấy cái đất nước Tàu nó tràn lan vô, mà chỉ cần mở miệng ra là nó giết chết thôi. Cũng giống như cái ông đại biểu quốc hội mà ông Minh đó các bạn thấy, 58 tuổi chết bắt kỳ tử là bởi vì dám chất vấn, nói những này là tại sao phe của thằng Tổng Lũ nói rằng là truy nã Trịnh Xuân Thanh, mà bây giờ Trịnh Xuân Thanh đi người người ở bên đây không làm được cái gì. Tức là muốn chọc quê phe của thằng Tổng Lũ, cho nên tình báo qua năm nó khử thằng này bằng cách nó thuốc cho chết mẹ liền tại chỗ. Chứ không thể nào mà các bạn thấy rằng đang sẵn sẵn như vậy tự nhiên ngã đùng ra mà chết. Chỉ còn nhận được cái tin là bây giờ trong tương lai những xã, những thằng ở ấp, ở xã nó không có tiền lương ở trên. Cho nên bây giờ nó lại kêu tất cả mọi người dân phải đóng 100.000 tiền từ thiện cho hội chữ thập đỏ. Rồi đóng tiếp 100.000 tiền lục lục. Rồi đóng tiếp, vấn đề là kêu bằng là hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu thứ tiền. Mà thằng Tàu bây giờ nó ra chỉ thị cho thằng Trọng Lũ là phải kêu ở tỉnh thành ở Việt Nam là phải lấy tiền của người dân ra hết. Trong khi cái nền kinh tế nó kiệt quệ, nó gần sụp đổ như thế này rồi, mà bây giờ nó phải xây những cái tượng đài, hết tượng đài của thằng Súc Vật Hồ Quang, bây giờ lại xây tượng đài của thằng Nguyễn Sinh Sắc là cha của thằng Nguyễn Tất Thành, tức là thằng Nguyễn Sinh Cung. Tại sao vậy? Bởi vì tình báo Hoa Nam và Tàu Cộng
Tập Cận Bình nó muốn thử lòng của người dân Việt Nam như thế nào, cho nên nó mới cố tình nó cho xây như vậy. Để chi vậy? Nó cho xây như vậy để thử, nếu mà lòng dân Việt Nam mà ai nấy cũng cúi đầu chịu đựng hết thì những cái bức tượng này chỉ là một tấm bình phong thôi. Cho nên sau này khi nó qua lấy nước Việt Nam thì những bức tượng này nó sẽ cho nổ hoặc nó cho sập, nó nói không đủ chất lượng để nó xây lên từ Bắc chí Nam toàn là tượng đài của Mao Trạch Đông. Cho nên các bạn yên tâm đi nha, không, những cái tượng đài mà Hồ Chí Minh hoặc là Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan, bà mẹ anh hùng sau này sẽ đổi lại hết là tượng đài của Mao Trạch Đông chứ không còn là tượng đài Hồ Chí Minh. Đây là một cái phép để mà nó thử lòng dân, tức là nó đuổi bò vò đường coi lòng dân có phản kháng hay không. Cho nên những thằng trong quân đội bây giờ hoặc là những người mà ở trong đảng bây giờ mà không theo phe của thằng Tàu mà có lòng yêu nước thì mày chết mẹ mày ngay tức khắc, tao giết mày chết ngay tức khắc, tao không để cho mày đẻ trứng. Cho nên ở trên nó ăn no nê rồi. Bây giờ các bạn thấy không, thằng Tập Cận Bình ở bên Tàu nó nắm quân ủy trung ương, tức là nó nắm quân đội nhân dân của vấn đề là Trung Cộng, rồi nó nắm luôn cả vấn đề là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư luôn. Cho nên chủ tịch Tập Cận Bình, tổng bí thư cũng là Tập Cận Bình, mà là chủ tịch quân ủy cũng là nó luôn. Thì bây giờ nó ra lệnh cho thằng Tổng Lú ở bên Việt Nam này phải làm y như vậy. Trong tương lai thằng Trần Đại Quang chỉ là ngồi chơi xoay nước, rồi nó diện cớ nó chụp người này vô, nó ghép tội là thằng Trần Đại Quang ăn hối lộ của thằng này thằng nọ, liên quan tới cái này liên quan tới vụ án kia, mà chỉ thị của Bộ Chính trị là yêu cầu chống tham nhũng như vậy. Cho nên cái chiêu bài chống tham nhũng chỉ là một mức bình phong mà thôi, để mà nó chuẩn bị nó thanh trừng từ chủ tịch nước cho tới bộ trưởng bộ quốc phòng. Thằng Ngô Xuân Lịch trong tương lai cũng là một cái thằng ngồi chơi xôi nước mà thôi. Cả một quân đội Việt Nam trong tương lai chỉ là vấn đề là kêu bằng là thằng Tẩm Lũ nó nắm trong tay. Khi mà nó nắm trong tay rồi là tất cả những người nào ở tại Việt Nam mà có lòng đối với đất nước Việt Nam là đều bị thanh trừng sạch sành sanh cả. Cho nên những người nào trong quân đội, những người nào còn là dân tộc Việt Nam, hãy nên suy nghĩ ra cái mưu mô xảo quyệt này. Bộ Chính trị chỉ đem cái đảng ra để mà giả vờ, để mà chiêu dụ những cái người nào mà đã từng theo đảng, để mà giả bộ nói rằng bảo vệ đảng, nhưng mà thật sự là bảo vệ cho phe phái của thằng Tàu Cộng để từng bước một thôn tính đất nước Việt Nam. Các bạn thấy rõ ràng rồi đó. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi thủ tướng của Campuchia là ông Hun Sen qua Hà Nội. Thì vừa qua Hà Nội thì ở bên vấn đề là Campuchia giáp biên giới, những cái mồ mả của người Việt Nam họ cầm búa mà họ phang, họ đập banh tành hết trơn những cái mộ phần. Thì các bạn biết rằng là vấn đề là kêu bằng đó là hả sự mà vấn đề là kêu bằng là cấm thù mà vấn đề là của Campuchia đối với Việt Nam như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Cho nên đối với vấn đề là thằng Cộng sản Việt Nam, đối với cái lũ súc vật Cộng sản Việt Nam, mà nếu người nào mà vấn đề là kêu bằng nhẹ dạ thì các bạn sẽ từ chết mà cho tới bị thương. Qua cái cơn lũ lụt này rồi, xăng tăng, điện tăng, mà tất cả những hàng hóa đều tăng vọt lên. Nhà nước thì nó được quyền tăng điện, nó được quyền tăng nước, nó được quyền tăng giá xăng dầu lên. Nhưng mà người dân mà chỉ cần người nào mà vấn đề là tăng giá những mặt hàng là nó kiếm chuyện để nó bắt bớ mà thôi. Xưa kia nó không dám nói, dù cho biểu tình ở ngoài Hà Tĩnh 10.000 người nó cũng không dám lên đài báo nó đăng. Nó sợ rằng sẽ loan truyền cho cả người dân Việt Nam. Cho nên chương trình của Lisa Phạm bây giờ người dân trong nước đã nghe tùm lum hết trơn, nó không còn một con đường nào để nó chặn được nữa. Bây giờ nó giả bộ nó quản lên rồi, bắt đầu là giống như là chó cắn càng, đụng ai nó cũng chụp, đụng ai nó cũng bắt. Nhưng mà nó lên trên, thậm chí nó lên trên đài nó kêu gọi là những thế lực thù địch. Mà từ đó tới giờ các bạn thấy có bao giờ mà nó dám nói cho cái chuyện đó không? Thằng Cộng sản khi nó lên đài lên báo nói là nó không ngăn chặn nổi nữa cái sức mà người dân đã vào nghe những cái chương trình của Lisa cũng như những tin tức từ trong nước đã lọt ra bên đây. Nhưng mà tại sao nó không dám nói tên của Lisa? Tại sao nó không dám nói tên của những người tổ chức ở bên đây? Bởi vì nó run sợ. Ở một đất nước tự do các em chửi thẳng ông Donald Trump không ai làm gì các em. Ngay cả tại đất nước Mỹ này.
Mặc dù ông Donald Trump đã thắng cử tổng thống như vậy, nhưng mà những người nào người ta không đồng ý ông Trump, người ta vẫn dịch lá tìm sâu, người ta đem những cái xấu xa của ông Trump ra để mà người ta chửi bới ông Trump không bị gì cả, bởi tự do ngôn luận. Nhưng mà ở Việt Nam mà chỉ cần có cái gì là nó chụp mũ người ta là bôi nhọ lãnh tụ. Các em coi lại bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có một cái điều khoản nào mà bôi nhọ lãnh tụ mà đi tù ở tù không? Vậy mà nó vẫn bắt người ta, nó bắt con người ta để mà nó ghét tội cho bôi nhọ lãnh tụ. Mà cái điều trơ trẽn là con người ta không có nói một lời nào đối với lãnh tụ, mà cái người bôi nhọ lãnh tụ, chửi lãnh tụ như chó là Lisa Phạm, chửi Hồ Chí Minh súc vật như bò là Lisa Phạm, mà chúng không làm được cái gì hết. Chỉ cần người dân trong nước vào nghe chương trình của Lisa hoặc là comment lên, nó tìm cách nó theo những cái IP của các bạn để nó dò, nó kết bạn với các bạn, cho nên các bạn cẩn thận những cái nickname đó. Khi mà nó thấy các bạn thấy chat lên hoặc là vào chương trình của Lisa thì nó âm thầm nó vào, nó kết bạn để nó tìm lo tin tức. Nó không làm được Lisa thì nó muốn làm cho các bạn, bởi nó sợ các bạn vào nghe sự thật 100%. Các bạn thấy cái hèn của cộng sản chưa? Hôm qua Lisa nói chuyện với mọi người trên thế giới đó, người ta cười, người ta nói không có một cái nước nào mà xử mà về vấn đề là bôi nhọ lãnh tụ cả. Lãnh tụ cũng ăn cơm, cũng ỉa đái bình thường, không thể nào mà vấn đề là kêu bằng là lãnh tụ là trời là đất mà không được quyền nói tới. Anh lãnh tụ anh cũng làm sai thì cũng lôi đầu anh ra như thường. Anh là lãnh tụ mà anh bán nước Việt Nam như thằng Tổng Lũ là phải lôi đầu anh ra. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ nó dựa cái cớ là không được quyền bôi nhọ lãnh tụ. Để chi? Để tao này nó có bán nước Việt Nam, nó có thanh trừng, nó có giết những người Việt Nam. Mà vấn đề là lên tiếng nói thì cũng không ai bắt lỗi được nó. Bởi vì nó giả bộ, nó đồng quá rằng nó là lãnh tụ, cho nên không ai được đụng tới nó dù nó làm sai. Cho nên những người đảng viên, 4 triệu đảng viên trong nước, nếu những người nào còn có tấm lòng với dân tộc Việt Nam phải mở to con mắt ra mà nhìn thấy âm mưu rõ ràng của thằng Tào Cẩm, của thằng phe Tổng Lũ như vậy mà không dám đứng lên mà ngồi đó chờ thời thì chỉ có chết mà thôi. Bây giờ nó đang cầm đao bạo, nó chỉ cần nó thả xuống là nó chặt đầu hàng loạt như rã hết. Lúc đó mà muốn trở tay cũng không bao giờ trở tay kịp. Cho nên bây giờ phải liên kết với nhau, phải giả giờ để cho, phải tạo sức mạnh cho người dân. Thậm chí cứ bằng nó ra lệnh để bắt bớ những người dân vào thì đừng bao giờ đàn áp nữa. Mà thậm chí vấn đề là kêu bằng làm cho nó banh tành, tan nát cái đất nước này. Bởi vì đất nước cộng sản ngày hôm nay không còn là đảng cộng sản mà là đất nước mà cái lũ theo Tàu, Tàu Cộng, tình báo qua Nam nó muốn lấy nước Việt Nam trong nay mai. Cái luật rừng rú như vậy đó, các bạn thấy con người ta vào nghe chương trình của Lisa cũng như những chương trình khác, người ta chỉ đăng lên cái kênh của người ta thôi chứ người ta chưa nói một tiếng nào. Rồi trong tương lai bắt đầu nó đánh đập con người ta, bắt đầu nó giả bộ nó làm chim mồi, bắt đầu là đi lên trên đài truyền hình nói rằng là sợ sệt nhận tội rồi này kia, để nó răn đe 90 triệu dân ở trong nước Việt Nam đó. Cho nên những người nào, cho dù các anh là những cái người trong quân đội cỡ nào đi chăng nữa, các anh cũng phải nhìn ra cái mưu đồ ngày hôm nay. Đồng chí của mình, người mà dám mạnh miệng trong đại biểu quốc hội đại diện cho dân mà nó còn thuốc cho chết mẹ luôn, thì đừng nói tới các anh nha. Lãnh tụ nó là gì? Nó là ông trời à? Hả? Giống như thằng Hồ Chí Minh vậy đó. Thằng Hồ chó đẻ, thằng Hồ súc vật, các bạn thấy không? Nó chết con đĩ mẹ nó rồi. Mà bây giờ ở Việt Nam cũng phải đặt xây cái con đường mà bác ra ngồi rửa chân. Trời ơi, đưa những cái hình ảnh, những cái nơi mà khách du lịch nó chụp đưa cho Lisa coi, Lisa cười, các bạn cười ngặt nghẽo. Bên đây người ta ngồi, người ta cười mà thiếu điều người ta té đái ở trong quần. Trời ơi, cái chỗ Hồ Chí Minh đây, đây là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi địch. Trời đất ơi, ngồi đánh rắm mà nó cũng bắt đầu nó xây lên, nó để như vậy nữa. Thậm chí là nơi đây Hồ Chí Minh từng đạp bãi cất chó đi rửa chân, nó cũng để đó để cho mọi người nhìn coi như vậy. Trong tương lai thằng Lũ nó cũng như vậy. Thậm chí vấn đề là đây là cái nơi hang Bắc Bó, chỗ này là Hồ Chí Minh đang ngồi đéo Nông Thị Xuân. Ở thế giới người ta cười ngặt nghẽo luôn. Các bạn thấy như vậy thì làm sao cái đất nước mà nó đi lên được? Nó còn hơn thời vua chúa nữa. Nó tôn thờ còn hơn là thời vua thời chúa nữa.
Với cái thế kỷ 21, với thời đại thông tin như thế này, mà bây giờ nó ra, các bạn thấy không? Phật giáo Việt Nam ký văn bằng đồng ý nhận vô nhập học là những người nào mà vào phải có tư tưởng Mác Lênin nữa. Thở đời nay đi tu hành mà phải có tư tưởng Mác Lê là các bạn nghĩ như thế nào? Tư tưởng Mác Lê chỉ có giết người thôi. Người nào giàu là giết chết mẹ mày. Thì bây giờ chùa chiền giàu đó thì tha hồ mà giết đi. Chùa nào bây giờ cũng đi xe hơi đó. Cái lũ ma tăng bây giờ đi ra đánh thằng Tàu đi. Chị ơi, em bây giờ không còn con đường sống nữa. Chị có thể giúp cho em không? Em rất là khổ bởi vì em phải đi bán máu. À, em lựa nhà của mấy thằng công an đó. Em ở xã hay ở đâu em lựa nhà công an, em đột nhập vô trỏng, em không cần vô nhà của người dân chi. Nhà công an mà em đột nhập vô, em thấy báo đăng đó phá két sắt một cái là lấy gần mấy trăm tỷ, mấy chục cây vàng không mà. Em đột nhập vô em lấy đi, em tổ chức trong 4 năm mạng vô cướp mẹ nó đi. Bởi vì nó hút máu của dân em lấy lại, em vừa không mang tội mà em vừa có tiền em xài nữa. Cho nên bây giờ trong cái xã hội mà em không còn con đường sống thì em cứ nhào vô em cướp mẹ nó vậy cho chị đi. Nhà nào mà coi của thằng công an hoặc của thằng ủy ban chủ tịch nào đó em đột nhập vô ông trong trống em tàn sát nó hết rồi em cướp vàng cướp của nó đi cho chị. Còn nếu mà nhà mà em không giết không có ai cho thì đột nhập vô phá ôm mẹ két sắt của nó tiền cả đống đống hết. Em vô nhà của cộng sản rồi đó, những thằng mà làm lớn rồi đó không có thằng nào không có tiền hết trơn. Cho nên khỏi cần nha, chị dạy cho. Em khỏi cần bán máu. Chị có cái vụ bán máu này chị cũng đã nghe người ta kể nhiều lắm rồi. Ở trong một cái đất nước mà tảng sáng là bắt đầu là cuốn nhau đi lên trở cái mà ngồi bắt đầu là đi bán máu. Rồi cái nó dụ mấy đứa em mà gia đình mà vấn đề là ở trong học sinh nè, hoặc là cái lũ dư luận viên đầu bò chó điên, dư luận viên đó nó kêu đi lên trên chảnh đi để hiến máu. Nó thấy người nào mà chạy xe vô mà mặt mày hồng hào rồi kia bắt đầu là nó lẹ lắm, nó vô mà vô nó cười rồi kia nó trời ơi ngoan quá đi. Ờ, biết na đi tới hiến máu hả? Dạ. Tại sao mà ai nói mà nghe lệnh hiến máu? Dạ con tự động con nghe trên đài tivi nói con hiến thôi. Bây giờ con ký vô đi là nghe lời của xã, của chủ tịch xã nè, tên chú đây nè, con ký vô đi để chú được nhận bằng khen rồi ra tặng cho con cái kem đánh răng đồ kia đó, vô đây tặng đi. Nó dạ. Cái bắt đầu nó vô nó nháy mắt với nhỏ lấy máu phải không? Nhỏ lấy máu nó nói trong bụng. Mẹ mày ra mày ăn ruột cùng rùa hay sao mày ngu cha mẹ mày mua thịt bò cho mày ăn thì mày nói mày yên ổn đi, mà đặt mày vô đây mày hiến máu, mày nghe lời dụ của tao rồi phải không? Vô đây con, vô vô hiến máu. Ồ mẹ thằng nhỏ đang mập sừng sững như vậy nó đâm vô nó lấy ra một ống đã đời nữa còn ăn gian, nó thuật vô ống nữa, thằng nhỏ tao nó đều muốn ngã xỉu luôn. Xanh mặt mãi cho tao cho mày nghe đủ, mẹ tao cho mày bỏ thịt mày hiến nghe, lấy thêm ống, lấy thêm một ống nữa đủ mới đút cho mày ba ống liên tiếp như vậy. Trời má thằng nào càng tốt đút cho mày càng nhiều, cho mày xanh sẫm mặt mày mày luôn, bỏ thịt mày đủ mới vô hiến con ống máu nó đút cho mày ba ống máu như vậy cho mày chết mẹ mày luôn, bỏ thịt mày ngu tao nói bởi vậy ngu là chết đó. Rồi bắt đầu là xong rồi cái nó cười cười đó, nó nói ơi giỏi quá giỏi 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 mà rút người ta ba ống máu như vậy đó, ba lít máu như vậy. Bắt đầu rồi xong cho đi ra. Máu tốt đó đó nó đâu có đem vô bệnh viện không, nó đem máu tốt đó đó nó đem lên bệnh viện mà của quân đội hoặc bệnh viện của công an, để lỡ công an có bị bắn chết hoặc công an có bị tai nạn chết đó thì nó có máu tốt nó vô. Còn cái máu mà đem vô bệnh viện mà bán cho dân đó, thấy không đó, thì nó lựa những cái thành phần nào mà nó coi mà mặt mày như là ngủ dị như là xì ke ma túy vậy đó, bắt đầu nó kêu vô để nó thử máu để coi coi có bị truyền nhiễm không, để mà nó lấy cái máu đó là bán cho người dân đó. Ai mà bị tai nạn vô cái này có tiền không? Mày có 5 triệu mày đưa đây, tao có một bọc máu tao cho. Mày máu gì? Mày máu ô hả? Máu ô thì máu nào vô cũng được. Trong bây giờ máu chó tao vô cũng được nữa, máu mèo tao vô cũng được. Trời trong tương lai nó lấy máu heo nó vô bây giờ đây nè, chứ đừng có mà đặt. Cho nên người dân Việt Nam bây giờ mà đi tới bệnh viện mà vấn đề là hiến máu là các bạn thấy tảng sáng ai nấy cũng cặp cỡ sắp cặp tác đứng nhìn. Tao thấy mặt nào mặt nấy lờ đờ để vô chồng để mà bán máu. Trời ơi nó dưới như là ngày tẩy hội. Có một cái chế độ nào mà bây giờ bán thận rồi bán máu để mà sống không vậy trời đó. Vô trọng cái bắt đầu là sợ sợ nó lấy.
trời ơi, tôi ốm quá mà giờ không có tiền ăn, giờ sao rồi chị Lisa ơi, giờ bài cấp cho em cơ chị. Lisa mau mau Lisa hỏi, trời ơi, tội nghiệp nó quá, giờ nó có tiền nó ăn nó bán máu, thì giờ hỏi Lisa vậy chứ giờ sao. Nó nói giờ nó vô, nó mẹ nó ra, nó vô nó bán máu mà còn bị ăn gian nữa, nó vô nó bán con lít mẹ nó kéo lít rưỡi luôn vậy đó, nó ác vậy đó. Nó, trời ơi vậy hả, thôi bây giờ trước khi đi bán máu đó, ở nhà pha mẹ nó một ly cà phê đi, uống cho nó loãng ra. Cái bắt đầu nó pha cà phê đá, ông nó uống vô cho mày 3-4 ly vô, cái bụng nó bự thiệt là bự lên vậy đó ha, để mà nó vô trọng để mà cho máu nó loãng ra. Cái vô trọng nó thử nói máu này máu xấu nha, máu này máu ê nè, không phải đâu, máu này thuộc về máu C rồi, cho nên tiền cũng ít nữa. Mặc dù người ta máu A đó mà vô giá bộ đấy máu C rồi, cho nên thôi đưa tiền ít thôi, chịu không, chịu bán chịu thôi. Đồ mà cần tiền quá kệ mẹ mày, bây giờ mày nói máu sida tao cũng cần đồng tiền tao cũng lấy nữa, kệ mẹ đó. Cho nên nó vô người ta máu ô ha, đi thử đi khi mà bị tai nạn thử ra máu ô, nhưng mà vô mà bán máu cho nó đó là máu của mày từ ô nhảy giọt xuống máu C, còn máu mày mà máu A đó là nhảy xuống là loại máu bệnh máu B. Cho nên riết là người dân Việt Nam bây giờ nó khùng rồi, nó không có còn biết cái gì nữa hết. Bây giờ uống cà phê vô chồng hỏi, chị ơi em uống cà phê đá, em đi bán máu, bây giờ máu em máu ô mà bây giờ uống nó loãng ra vô chồng nó xét nghiệm sao mà thành ra máu A rồi chị à. Cho nên không có được tiền, cho nên nó phân loại hễ máu ô là được 3 triệu, máu A là 2 triệu rưỡi, rồi máu B là 2 triệu, rồi máu C là 1 triệu rưỡi, rồi máu D là 1 triệu lít đó chị. Cho nên nó chia ra vậy đó, mà máu em rõ ràng máu ô mà, sao kỳ vậy? Cái Việt Nam nó thí nghiệm. Thôi giờ mày chơi trái dừa xiêm mày uống vô đi là máu mày tự nhiên tụi mẹ nó ra máu ô cũng trở, máu C cũng trở thành máu ô như thường ha. Ủa mẹ nó ra nó lừa đảo, tại giờ mình lừa đảo lại. Cho nên người dân đi bán máu tao nói hay mua dừa xiêm về, tao nói trước khi đi bán máu uống ọc vô trọng thử cái ra mấy má trong trọng nhìn thấy, ủa sao tôi ngộ vậy trời, nhìn cái mặt nó y như sida vậy đó mà tự nhiên máu nó tự nhiên sao máu ô tốt vậy ta, hả tốt vậy. À, thôi bây giờ đủ mẹ nó ai cũng đều máu ố đó, tao nhận chìm xuống toàn là máu B không vậy đó, để tao trả tiền chơi vậy đó. Tao nói nó ăn cái này mới gọi là hút máu nè, nó ăn từ ống mà cho tới đáy luôn. Vui không? Lãnh sự của Việt Nam nó đi qua bên nước ngoài, bộ ngoại giao qua, một tiếng Anh bẻ gãy không ra, giống thằng Nguyễn Xuân Phát thủ tướng vậy đó, mà về im Việt Nam. Mà bây giờ ở trong nước thì ồn ồn kéo nhau ủng hộ mấy thằng chó đẻ chim mồi của Tàu Cộng, nó ủng hộ cho trường tiểu học nó kêu phải đem tiếng Trung vào để mà học, đem tiếng Tàu Cộng vào để mà học. Cách đây đó cũng gần hơn mười mấy năm rồi, Lisa kể cho quý vị và các bạn ở Việt Nam nghe một câu chuyện là thằng đại sứ Việt Nam nó tên là thằng Lê Văn Bàn. Nó quen cái thói mất dạy ở Việt Nam rồi, nó đi qua bờ biển của Florida, bờ biển đẹp nhất mà người ta ghi cái bản tiếng Anh đó là không được quyền bắt những cái con sò, mà con sò đẹp của biển. Nó thấy đẹp quá đi, con sò bên Mỹ gì mà nó chiếu lấp, bắt đầu nó mò, nó bắt con sò nó bỏ trong túi. Máy camera nhìn thấy nắm đầu thằng Lê Văn Bàn đại sứ vô trong trọng liền tưởng ra là nó ăn trộm sò, đem nó vô. Đem vô rồi bắt đầu tiên đâu biết nó là lãnh sứ quán của Việt Nam đâu. Trời ơi, nó nhục còn hơn con cá nục nữa. Vô cái cho ông nội ngồi trong trọng á, để mà chuẩn bị làm giấy tờ. Cái bắt đầu mẹ nó ra cái bedroom người ta đề là của phụ nữ là female, còn bên đây là của male. Ông nội này đâm nhà chạy vô trong cái cầu tiêu của phụ nữ, tại vì có biết tiếng Anh con mẹ gì. Vô trọng xong rồi có con Mỹ trong kia nó quảng hùng, nó nhìn thấy nó quảng hùng, nó che lại bắt đầu nó chạy trở ra. Nó chạy trở ra xong rồi cái hồi đó cái ông nội đứng đái ở trong trọng tè, trong trọng đá đời đời hồi đi ra. Đi ra rồi cái nó tưởng biết tiếng Anh biết không, ai nhà ông nội này toàn là mẹ động từ tu quơ không à, chỉ có yes no ok thôi. Nó ra nó hỏi trời ơi cái cầu tiêu này là của phụ nữ mà mày cũng đi vô đây hả? Nó nói yes. Nó trời ơi mày là đàn ông chứ đâu phải mày là BD đó, mày vô cái bedroom này mày có phải BD không? Nó nói yes. Tao là BD đó. Trời ơi con Mỹ nó ngồi nó làm tin, nó cười nó miết miệng rồi. Cái nó vô trong cầu tiêu rồi, cái bắt đầu nó chạy ra nó nói ê mày tao biểu coi. Cái nó đưa mặt nó hay dạ gì? What you say? Tức là mày hỏi tao gì? Nó hỏi hồi nãy mày đi vô trong cầu tiêu của nữ đó, mày có thấy cái đồng hồ của tao không? Thằng này nó nói yes. Tại vì nó ông tưởng tao chắc là hỏi Mỹ thì cứ hỏi how are you kia thì cứ trả lời yes no mẹ đi, hỏi yes. Cái nó hỏi chứ mày thấy cái đồng hồ tao rồi bộ mày lấy hả? Nó nói yes. Cái hỏi giờ nếu mày lấy cái đồng hồ tao mày trả lại cho tao đi. Cái thằng này nó suy nghĩ nó nói, mấy cái câu trước thì nó hỏi mình hao rồi vô chắc giờ nó hỏi mình bây giờ vấn đề là mình thích ở nước mình thích ở Việt Nam không, giờ mình giả bộ mình trả lời đại nó no đi cái no à, mà con ta hỏi chứ mày có lấy cái đồng hồ tao không, tự nhiên cái bắt đầu suy nghĩ tao nó suy gà ra công, tao đâu biết tiếng Anh đâu no.
cái con nhỏ này nó nói trời ơi bây giờ mày thấy cái đồng mày lấy cái đồng hồ tao tao kêu mày trả mày không trả tao gọi cảnh sát à. Rồi cái bắt đầu thằng Lê Văn Bà nó cứ tưởng tao là con nhỏ Mỹ này, nói rằng mày ở nước Mỹ mày cảm thấy mày vui vẻ không, ok I like it. Ok cái đó tao gọi cảnh sát nha, ok mẹ nó gọi cảnh sát cho cảnh sát lại cầm đầu được kia bắt đầu là chưa nhốt vô trong trong cái lá làng lên mặt mày xanh lè không một chút máu bắt đầu mau mau gọi kêu người Việt Nam thông dịch viên ra bắt đầu người ta thông dịch ra trời ơi nó quê một cục hỏi ra trời ơi nói ông nội sao ông không biết tiếng Anh thì ông nói mẹ nó ông biết tiếng Anh đi còn bài đặt dép nô nó hỏi tại sao ông trả lời như vậy nói tôi đón mò thôi tôi cứ nghĩ rằng chắc hỏi tôi khỏe không tôi dám bộ trả lời dép mẹ nó đi rồi trả lời dép nô ok thôi bởi vì tôi đâu biết cái vụ mà nó mất cái đồng hồ rồi tôi đâu biết cái bedroom là của phụ nữ đâu mà tôi đi vô. Bởi ta nó ngục như vậy đó, nó nhục nhã cho cái đảng cộng sản Việt Nam như vậy đó, mấy cái thằng đầu bò ngoài bộ chính trị có thằng nào mà biết được một chữ tiếng Anh nào đâu, cái lũ này này như là thằng chó đẻ trọng lũ nó mày qua mày bú mày liếm giái của thằng Tập Cận Bình đi, thằng súc vật con gái mẹ mày. Ta nói các em ở Việt Nam các em càng học các em càng chết. Học biết chữ biết viết là đủ rồi. Các em càng học mà các em những này là nó nhồi sọ cho các em là các em càng chết. Cái giáo dục Việt Nam nó không có dạy cái đéo gì cho các em mà thành tài. Các em nhìn thấy rồi đó. Trước các em 41 năm nay rồi, em thấy rằng có ai học trong mấy trường xã hội chủ nghĩa mà ra làm được tiến sĩ, thạc sĩ không? Một anh nông dân ở miền quê ta còn sáng chế ra được chứ đừng có nói tới mà các em đi vô trường các em học mất công mệt. Cái nhà trường của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái nhà trường mất dạy, năm nay cải cách ngày mai cải cách, bắt buộc giáo viên lên dạy. Người ta chữ y dài tức là u y uy thời thuy sắc thúy, bắt đầu là kêu bằng cải cách viết thành y cục mẹ, y dài cải cách thành y cục. Chẳng hạn như là Mỹ hồi nào tới giờ thời Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ là phải y dài, bởi nước Mỹ nó dài nó rộng là đề chữ y dài, bây giờ sửa lại là Mỹ là thành chữ y ngắn. Con người ta thúy bắt đầu từ cái chữ y dài bắt đầu sửa thành y ngắn, tên con ta trở thành là tên Thúy, Nguyễn Thị Thúy. Mà bây giờ sai như vậy đó mà nói rõ ràng mà nó cũng không bao giờ nó lấy lại, bởi vì nó sợ quê cho nên nó biết nó sai rồi nó cứ việc nó để như vậy đó, nó lờ lửng như vậy đó, kệ mẹ nó. Bởi cho nên các em thấy những cái bảng hiệu ở Việt Nam đều sai chính tả trơn là bởi vì cái sự ngu dốt của nó đó. Cánh tay là phải y dài, lỗ tai là phải y ngắn, nhưng mà cải cách y dài tất cả đều thành y ngắn, bởi vì cho nên cánh tay cũng y ngắn mà lỗ tai cũng y ngắn, thậm chí yêu nhau bây giờ cũng trở thành y ngắn, cho nên tình yêu quái là vậy đó. Người ta yêu là phải chữ y correct tức là y dài để cho thấy cái tình yêu nó dài, em sẽ yêu anh dài lâu, anh sẽ yêu em dài lâu đậm sâu, ta phải y dài cho nó ra đàng hoàng. Bây giờ cải cách mẹ nó thành y ngắn. Rồi trong tương lai đó hả, ta nói từ ngữ Việt Nam nó biến chất mẹ. Các em thấy tuổi trẻ trẻ bây giờ nó chát lên đó, anh thấy không? Những cái danh từ nó chát lên, nó viết tắt không à? Nó chơi từ giống này là kêu bằng là từ của xì tin, xì tên. Riết là trong tương lai nó chơi mẹ, nó tiếng Tàu vô luôn, nó để khỏi ai đọc được con mẹ. Lúc đó là rừng rú với nhau, nó hiểu chứ không ai hiểu. Chữ Việt Nam nó không còn là chữ Việt Nam thuần tí nữa. Cái nền giáo dục nó như vậy đó. Cho nên đừng bao giờ mà nói tới mà nền giáo dục các em ngu dại và các em học thôi, chứ những người bạn bè của chị không ai học những cái nền giáo dục mất dạy này cả nha. Không ai học được cái nền giáo dục này cả. Cái nền giáo dục trâu bò. Cho nên thằng bộ chính trị bây giờ nó sợ rồi. Ngày hôm nay có người vô nói với chị là tụi tôi ở dưới xã, ở dưới phường, ở trên trung ương nó không có trợ cấp chứ. Nó chửi tụi tôi đó là vấn đề là không phải là mỗi cái mà đi lên trển và xin tiền. Cho nên bây giờ không cho chúng tôi xin tiền thì chúng tôi quay ra chúng tôi đè đầu người dân thôi. Chúng tôi lấy chỉ thị này lấy chỉ thị kia thôi. Ở trên nó nói mà, nó ban chỉ thị ra là các ông ở dưới muốn làm gì làm, bây giờ tự động lấy tiền của dân để nuôi đi. Ở trên trung ương không còn tiền để nuôi nữa. Cho nên trong tương lai các em thấy nó đến từng nhà, nó bắt các em phải đóng tiền giống như cái thời trước 75. Nó vô nó cắt cổ nó hù dọa để phải lồi tiền ra để nuôi nó. Nha. Yeah. Chị rất là đau làm đợi chị chút.
Cho nên vấn đề là cái bằng là chị nói thật, chị nói để cho mọi người ở trong đây thấy được cái chế độ mà dã man, cái chế độ mà nó tàn bạo, nó súc vật của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào nha. Bởi vậy mà cho nên mọi người ở Việt Nam phải nên nhớ những lời của Lisa Phạm nói. Trong tương lai tất cả tiền điện nó tăng vọt lên gấp 5, gấp ngàn lần. Bây giờ nước nó cuốn trôi 27 cái cầu sạch sành xanh hết trơn rồi. Mà cái phe mà vấn đề là những người nào trong quân đội, bây giờ có những người vô hỏi chị, bây giờ em trúng tuyển nghĩa vụ, bây giờ làm sao chị? Em thì không muốn đi. Em không đi cũng không được, em phải đi. Nhưng mà khi em vào đó em không phải nào em nghe lời cái lũ đó phải khôn ngoan để mà nó kêu các em đi ra làm con chốt thí cho thằng Tàu để nó giết hết những cái người tuổi trẻ Việt Nam, để mà nó qua nó chiếm Việt Nam cho dễ một chút, thì em phải thông minh để mà nhìn ra sự thật. Kể cả những thằng trong quân đội bây giờ ở tại miền Nam cũng cẩn thận đi. Cái phe ngoài miền Bắc là thằng Tổng Lú bây giờ đó là nó không có ưa đâu, nó chỉ tận dụng, trong tương lai nó sẽ gài người ở ngoài ngoại vô để mà thanh trừng, để mà giết, để mà bóc lột cho miền Nam phải tan nát, phải tả tơi hết trơn. Cho nên những người nào mà ngu dại mà còn để tiền trong ngân hàng đó thì chuẩn bị đi, nó cướp chiến này cho trắng tay. Lisa nhắc lại một lần nữa nha. Bây giờ các công ty nước ngoài rút tiền đi sạch sẽ, có người vô nói trời chị ơi, bây giờ em gửi gần 50.000 đô trong ngân hàng, bây giờ vô chồng em rút đô la ra không biết làm sao chị. Thử đi, thử vô rút 5.000 đô có nó cho không? Đi vô rút 5.000 đô thôi, coi nó có cho không? Chứ đừng có nói mà vấn đề là cái bằng là vô mà lấy tiền đô ra, nó phá giá đồng tiền của nó rồi nha. Trong tương lai đi rồi biết nha. Tại sao mà người Việt Nam chánh tông nó mới kêu đi nghĩa vụ, còn người mà có quê quán là người Tàu hoặc là người Hoa thì nó không cho đi nghĩa vụ? Các em suy nghĩ đi, các em suy nghĩ cái câu này đi. Những người nào mà gốc Hoa nó không có cho đi, tại sao vậy? Bởi vì nó không muốn giết người Hoa. Bởi vì khi các em đi lên trên trển và dàn hàng ngang ra thằng Tàu cộng, bây giờ nó có tới vấn đề là vũ khí hủy diệt, nó có nguyên tử luôn nữa. Chỉ cần nó bắn một cái vấn đề là tên lửa, vấn đề là kêu bằng là đất đối đất thôi, nó quăng qua một phát một thôi, các em xếp hàng ngang các em chết như rạ nha. Ở các tỉnh thành chị nhận được cái tin là cái ở tại vấn đề là kêu bằng là thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ cũng vậy, cái chợ đã nuôi sống vấn đề là kêu bằng là người dân bao lâu nay, bây giờ nó bắt dẹp chợ để mà nó xây siêu thị, để mà nó xây hàng trăm tiểu thương dồn về một cái chợ. Nó cố tình nó nhận chỉ thị của thằng Tàu cộng là nó làm cho người dân phải bần cùng, phải thê thảm như vậy, để rồi người dân không còn sức đề kháng, phải nó qua nó lấy cái nước Việt Nam cho dễ một chút. Chứ không có một cái đất nước nào mà người dân đang buôn bán làm ăn mà nó lại đi đập chợ, nó phá chợ, nó đuổi chợ, nó đốt chợ, thậm chí người ta đi bán hàng rong nó phải bắt bớ để cho nó làm kiệt đi cái quyền sống của người dân như vậy cả. Đây rõ ràng là một cái âm mưu. Nhưng mà những người ở Việt Nam có lòng với dân tộc thì đầu bò óc chó, nó cứ đem Hồ Chí Minh ra, nó cứ đem Đảng ra để mà cho mọi người này bị khùng, bị điên, để cho nó mưu lợi chính trị. Bây giờ Lisa giả làm thằng tình báo qua Nam, Lisa giả bộ vô cũng đem thằng Hồ Chí Minh ra được, cũng đem Đảng ra được để bắt buộc mọi người phải trung thành với Đảng. Nhưng mà rốt cuộc là trung thành là với cá nhân của Lisa thôi, để Lisa thanh trừng giết hết những cái thằng chó đẻ nào không theo Lisa. Thì thằng Tổng Lũ bây giờ nó cũng y như vậy, nó nghe y như rập khuôn của thằng Tàu cộng. Nó giả giờ nó nói là bộ chính trị ra nghị quyết này để mà chống tham nhũng, đó chủ trương của Đảng, phải trung thành với Đảng. Để chi? Để những thằng nào mà lớn tiếng mà chống cự lại thằng Tổng Lũ thà nó sẽ tiêu diệt ngay tức khắc. Nó chỉ có hù dọa những cái phe nào mà yêu nước, những cái phe nào mà thân Mỹ mà thôi. Thật ra thân Mỹ thì có thân Mỹ nữa, không có thằng cộng sản nào mà thân Mỹ hết trơn, kể cả thằng Nguyễn Tấn Dũng. Bộ chính trị phe Tàu nó chỉ lợi dụng thằng Dũng để mà đi qua các nước tư bản để mà ăn mài, để mà về nuôi cái Đảng trong thời gian làm thủ tướng mà thôi. Bây giờ nó xài xong rồi thì nó vắt chanh, nó bỏ vỏ mà thôi.
những cái mưu đồ mà nó kêu thằng Dũng đi qua đây đóng kịch ở bên đây để mà vấn đề là kêu bằng lấy tin tức từ ở bên Hoa Kỳ này để về báo cáo cho tình báo Hoa Nam để thằng Tàu nó nắm trong tay. Hoa Kỳ CIA người ta đã biết sạch sẽ hết. Những thằng cộng sản là không có thằng chó đẻ nào mà theo phe Mỹ cả. Không có thằng nào mà theo phe Mỹ cả. Chẳng qua là nó chỉ muốn cải tiến hoặc là nó muốn giống như là thằng Putin ở bên Nga thôi. Chứ nó không có thằng nào mà nó theo Mỹ cả. Nhưng mà bây giờ phe của thằng Tổng Lú nó chơi cao hơn một nước cờ. Mẹ mày, trong cái thời đại Internet mày muốn lên mày bắt đầu mày giả bộ mày giành quyền với tao hả? Người dân đa số bây giờ chán ghét đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ mày giả bộ mày ra cái cấp tiến để cho người dân ào ào theo mày hả? Tao quay đầu lại, tao đem cái biểu tượng của thằng Hồ Chí Minh ra, tao đem đảng ra. Tao đem đảng ra, tao làm tấm bình phong cho tao. Chứ thật ra đâu phải lò đảng đó đâu, đảng đỉ chứ đảng gì. Hả? Đảng gì? Đảng gì mà bây giờ mẹ nó ra nó đi chơi tùm lum tà lá đâu mà đảng gì? Đảng đỉ chứ đảng gì? Nhưng mà nó giả giờ làm việc cho đảng thì đó. Bây giờ những thằng cách mạng lão thành cũng phải đặt mượn cớ là những này là vì đảng mà bảo vệ người dân đi. Hoặc là vì đảng mà đánh mẹ cái phe thân tạo này bảo vệ lãnh thổ biên cương đi. Đứng mạnh lên chứ này là vinh danh của đảng để mà đập chết mẹ phe thân tạo Trọng Lúc mai ra còn kịp. Còn mà ngồi đó chờ thời thì chỉ có chết và chết mà thôi. Thằng Tàu Cộng nó rất là mưu mô xảo quyệt. Nó đã gà vô thậm chí nó làm nó giết người trắng trợn các bạn thấy rồi đó. Thằng đại biểu quốc hội thằng Ngô Văn Minh những đây là kêu bằng là lên nói chuyện mới 58 tuổi tháng vừa rồi còn đang săn sẵn đang chất vấn quốc hội về vụ Trịnh Xuân Thanh trong ý là chọc quê phe của thằng Trọng Lũ đó. Bắt đầu nó thanh trừng liền thấy không, đủ mẹ chết không biết đường nào mà những này là tìm không ra nguyên nhân luôn. Rồi một thằng mà ở ngoài quân khu 2 nó nói rằng tự sát từ ngoài sau bắn tới, người ta nói trời ơi thật ai có người nào tự sát mà dám quay cái súng ra ngoài sau mà bắn tới được đâu mà xạo quần như vậy, nhìn nó im luôn rồi thấy không. À, cho nên các bạn phải tự sát là chỉ có đưa ở đây lên thôi hoặc là đưa ngay tim bóp cò rồi ngã ra thôi chứ ai mà tự sát mà dối cái tay đâu mà sao mà bắn mà sao ốt tới mà người ta cho biết khám nghiệm rồi viên đạn nó đi từ xa chứ không phải là ở cái tốc độ gần như vậy đâu, tức là có một người nào nhúng tay vào để bắn từ sau ốt của cái thằng những này là kêu bằng là tướng ở quân khu 2. Nó thanh trừng với nhau tao nói thê thảm như vậy đó. Cái mà nó chuẩn bị nó lấy là nó lấy cái thành phố Hồ Chó Đẻ. Bởi nó biết người dân ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ toàn là thương gia làm ăn không à. Cho nên nó đưa cái thằng Đinh La Thăng này vô đó là nó để chờ thời thôi. Để mà nó thay thế thằng Đinh La Thăng bây giờ đi thì nó giả bộ nó diễn cớ là đảng này đảng nọ đôi kia cái phe ở ngoài Hà Nội, cái phe thằng Nguyễn Phú Trọng. Các bạn thấy rồi đó, quân đội án binh bất động hết. Ủa mẹ nó chơi nó đái thẳng vào mặt của quân đội nhân dân Việt Nam luôn. Nó mở đường bay từ ở bên vấn đề là kêu bằng là hả mẹ vấn đề là Quảng Châu. Nó bay qua Đà Lạt rồi nó còn kêu thanh niên dư luận viên cầm bông hoa đi ra để mà đón chào, để mà tặng cho những người du khách. Mà những người du khách Tàu Cộng toàn là quân đội của họ tá hình không, toàn là tình báo của họ không. Các bạn thấy vui không? Trong tương lai tất cả những tỉnh thành cũng đều cầm hoa để đón chào khách của những này là Tàu Cộng qua. Và những nơi làm ăn buôn bán ở Việt Nam đều là hàng hóa của Tàu Cộng. Cửa hàng sẽ là chữ Tàu không, không còn chữ Việt Nam luôn. Tức là người dân Việt Nam bị làm nô lệ trên chính quê hương của mình. Lúc đó mà quân đội hoặc người nào nhìn ra mà muốn trở mặt thì không trở được. Bởi vì Tàu Cộng nó tràn qua như quân nguyên. Nó phối hợp với phe của thằng Trọng Lũ. Nó sẽ làm sạch sành sanh hết ở tại Việt Nam. Thằng nào bây giờ trong quân đội hoặc người nào đã nhìn ra mà không dám đứng lên, không cổ vũ lên để lật đổ thằng Trọng Lũ thì sẽ chết không kịp ngáp. Sẽ chết không kịp ngáp. Còn các bạn mà ngây thơ đi vào nghĩa vụ quân sự thì các bạn chuẩn bị nhận lệnh các bạn giả bộ ra đánh Tàu để mà các bạn làm con thiêu thân ở ngoài ngoài.
bây giờ nó không cần biết là anh cận thị, anh bệnh con mẹ gì, hễ thấy anh mạnh mẽ, nó khám sức khỏe mà có cái sức mạnh mẽ chuẩn bị đúng về phía người dân là nó bắt đi vô trúng tiễn nghĩa vụ hết, bởi vì nó đâu cần cái anh đánh đâu, nó đem đi ra biên giới lên trên phía Bắc rồi, nó cho chỉ cần nhấn nút một cái thôi là nó cho thành bình địa như là kiếm hết. Sau khi mà tuổi trẻ Việt Nam đến tuổi mà thi hành nghĩa vụ quân sự chết rạc hết trơn rồi, thì bắt đầu thương lái tình báo quân sự của Tàu Cộng nó tràn lan qua nước Việt Nam. Lúc đó đàn bà và phụ nữ Việt Nam chỉ là con tin của tụi nó thôi. Mày là đàn bà phụ nữ thì tao ở cho mày đẻ con xong tao móc thận mày, tao móc gan mày, tao bán luôn. Bắt đầu từ từ nó diệt chủng, nước Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng giống y như Tây Tạng bây giờ. Còn thê thảm hơn là Tây Tạng. Bởi vì người Tây Tạng dù sao họ cũng biết tiếng Tàu nha. Còn người Việt Nam rất ít người không biết tiếng Tàu, cho nên nó qua nó tàn sát dân này là không còn một cọng cỏ mà mọc lên cho mà ngồi đó mà ngu, nhất là trong quân đội nha. Nhất là quân đội và những người nào mà có gia đình là quân đội ha, hoặc là nắm những chức vụ trong quân đội, hãy mở to con mắt ra mà nhìn xem coi cấp chỉ huy của mình nó như thế nào. Chỉ cần nó theo Tàu là lộ chân tướng ra ngay nha. Tao nói buôn bán trong dịp Tết này là nó sẽ lên giá cho mày hàng loạt luôn. Nó lên giá kể như là bây giờ hết, thay vì 800 ngàn một cái chỗ ngồi trong chợ là trong tương lai nó lên hả kêu bằng 5 triệu đồng. Mày bán ế bán đắt không cần biết, tao đè đầu mày lấy 5 triệu đồng như vậy. Mày bán không được thì mày đi. Tại vì nó muốn diệt chủng dân tộc Việt Nam mà. Cho nên người dân Việt Nam các bạn cứ cúi đầu nữa đi. Các bạn cứ chờ đợi đi. Bây giờ đang trong cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng như thế này, toàn dân đang đứng lên, phân nửa dân số đứng lên. Mà nếu nó dùng tới quân đội thì cho nó giết đi, để coi nó giết được bao lâu rồi, coi những người quân đội có ăn cứt gà nghe lời của chỉ thị với thằng chó đẻ ở trên để mà đánh giết người dân Việt Nam hay không. Nếu mà đánh giết nữa rồi người dân cứ ào ào lên như vậy là nó sẽ rối loạn ở tại Việt Nam ngay. Chỉ cần 45 triệu người dân Việt Nam đứng lên thôi. Nhưng mà người dân Việt Nam bây giờ thờ ơ. Bây giờ cứ nói tới chính trị là sợ quá. Bây giờ ăn không cần biết ngày mai, cứ ăn hôm nay là ăn, cứ đéo hôm nay là đéo, cứ ôm con nhỏ này vô làm cái gì đó thì làm cho đã biết nay, ngày mai mà tà qua nó có chặt đầu kệ mẹ, nó không cần biết tới tương lai. Nha. Mọi người người ta đi đều quan tâm ở Việt Nam, những tiếng nói nào ở Việt Nam mà dám khẳng khái đứng lên, Hoa Kỳ cũng như thế giới người ta đều quan tâm hết. Kể cả anh Vũ Quang Thuận. Anh Vũ Quang Thuận anh ta nói đúng đó. Những cái kịch bản mà anh ta nói về thằng Tàu Cộng nó giả vờ, nó đi qua nó làm cái giọng quân tử Tàu của nó để nó cứu Việt Nam là hoàn toàn chính xác đó. Cho nên anh đừng bao giờ run sợ trước cái lũ này. Một mình ơn anh Vũ Quang Thuận đứng lên không làm được, mà phải cần sức mạnh của toàn dân, cần ý thức của các bạn tuổi trẻ Việt Nam. Các bạn nhìn thấy tình hình đất nước Việt Nam đang dầu sôi lửa bỏng, các bạn thấy chưa? Bây giờ Bộ Chính trị giả bộ đưa ra chiêu bài là không có tổ chức tiệc mừng được kia sẽ bị xử nghiêm. Mấy thằng ở xã, ở phường nó nói tao đéo cần ăn mừng. Mày kêu tao không ăn mừng, tao không ăn mừng, tao rút ruột ra để tao xài trong dịp Tết coi chơi mày làm được cái gì. Mày ra chỉ thị thì mày ra kệ mày à mày, tao không cần phải theo mày. Bởi vì ở trên nó ăn no hết rồi, bây giờ nó bắt ở dưới là phải làm công cho nó vậy. Mày hút máu được người dân đó thì mày hút, còn mày hút không được thì thôi. Như vậy đó. Chị ơi, tại sao Việt Nam thằng cộng sản nó không bán nước Việt Nam cho Mỹ mà nó bán cho thằng China hả chị? Em chắc trẻ trâu nè. Em đặt câu hỏi này, em còn nhỏ phải không? Mỹ không bao giờ mua nước Việt Nam. Nước Mỹ người ta 50 tiểu bang, một tiểu bang nó còn rộng lớn, nó còn giàu hơn gấp 1.000 lần đất nước Việt Nam nữa, nó mua Việt Nam để nó làm cái gì? Cho nên Hoa Kỳ hồi nào gì nó mới cần lấy nước ai hết trơn á, các em thấy không?
Nhưng mà thằng Cộng sản Việt Nam nó bán nước cho Tàu là bởi vì nó thiếu tiền của Tàu, bởi vì nó muốn cai trị, nó muốn giữ cái đảng chó, cái đảng súc vật Cộng sản để nó đè đầu cởi cổ người dân. Nhưng mà nó bị thằng Tàu chơi khăm mà nó không biết. Thằng Tàu, nếu mày muốn giữ cái chế độ của mày là phải hợp tác với tao, phải đồng hóa cái nước mày theo tao. Còn mày không đồng hóa theo tao, tao không bảo vệ cho mày. Mà không bảo vệ cho mày thì cái đảng chó mày sẽ mất. Bởi vậy cho nên thằng Tổng Lú nó mới mau mau nó đi qua để mà nó rước nó cổng vôi về dì Mã Tổ. Chỉ vì nó muốn bảo vệ cái đảng, nó muốn bảo vệ phe phái của nó thôi. Nha. Yeah. Bởi vậy mà cho nên nó là các bạn ở Việt Nam phải cẩn thận, phải thật là cẩn thận. Trung ương nó hết tiền rồi. Lisa, những cái thằng mà ở phường, ở ấp, ở xã bây giờ nó tụi bay chuẩn bị đi, nó không có trả lương cho tụi bay đâu. Nó sẽ thiếu chịu lại tụi bay, nó bắt tụi bay làm việc cho nó đó. Để mà tụi bay quay ra, tụi bay đập đầu người dân đi. Rồi trong tương lai nó quay lại, nó đập tới tụi bay. Lương tụi bay không có đâu. Tháng 11, tháng 12, thưởng Tết không có đâu. Chẳng những vậy mà nó còn ra chỉ thị là tụi bay không được quyền những người là tổ chức rình rang nữa. Rồi bắt đầu nó xúi tụi bay, nó cố tình nó không trả lương để nó xúi tụi bay phải lấy tiền của dân. Tức là người dân đó phải lấy tiền nuôi tụi bay rồi tụi bay làm việc lại cho đảng. Tức là đảng nó coi tụi bay, nó sử dụng tụi bay. Rốt cuộc rồi người dân Việt Nam là người chịu thê thảm. Mà nếu những người nào mà ngu xuẩn còn làm việc nghe lời của đảng để đánh giết dân, một ngày nào đó hối hận không kịp. Khi mà giết hết người dân Việt Nam rồi, bắt đầu là Tàu nó qua, Tàu Cộng nó tràn qua như là quân Nguyên, lúc đó hối hận không kịp. Tìm một người Việt Nam để đứng lên chống không kịp. Đó, những tiếng nói yêu nước mà đứng lên chống Tàu rồi kia đó, nó bắt vô sạch sẽ trơn. Bây giờ nó răng đe trong dần, ở Việt Nam có ai dám chống Tàu nữa hay không? Thằng Tàu bên kia nó ngồi nó rung đùi, nó nói tao ra lệnh cho mày, mày làm hay quá. Bà Bùi Thị Minh Hằng phản đối, đứng lên biểu tình chống giặc Tàu, chống Trung Quốc xâm lược, mẹ mày nắm đầu mày thảy vô tù cho nó rụt xương cho tao. Diệt Khang ra hai bài nhát, mày chặt đầu nó cho tao, mày răng đe hết. Thế ai mà chống đối tao là mày giết hết, kể cả quân đội luôn. Thằng nào mà trong quân đội mà có lòng, mà vấn đề là kêu bằng là theo tao thì ok, mà thằng nào trong quân đội mà không theo tao mà bắt đầu là chống tao là tao ra lệnh cho mày thuốc chết mẹ nó đi. Không có đồng chí đồng rựng gì giờ phút này cả. Nếu có đảng Cộng sản, để cái bản hiệu là đảng Cộng sản chứ không còn là đảng Cộng sản, đó chỉ là một cái vỏ thôi. Những thằng trong bộ chính trị trung ương của đảng bây giờ toàn là những thằng Tàu Cộng, toàn là phe của Tổng Lú, nó chiếm đa số ở trong đó. Nó sẽ lội bỏ từ từ những phe nào cấp tiến, những phe nào mà vấn đề là ghét Tàu, nó sẽ cho đi ra ngoài hết. Trong tương lai bộ chính trị toàn bộ là tụi Tàu Cộng nó nằm ở trong đó không, để nó dễ bề nó thao túng đất nước Việt Nam này. Mà người dân Việt Nam chưa, người dân Việt Nam vẫn thờ ơ, vẫn chưa nhìn ra được. Các bạn coi đi, trong tương lai không những giá điện lên, giá xăng lên, mà tất cả các mặt hàng ở Việt Nam đều lên, bởi nó phá giá đồng tiền của nó. Nó không đổi tiền là nó chịu không nổi, nó phải phá giá đồng tiền của nó. Tức là một đô la có thể ăn 35.000 đồng tiền Việt Nam. Hoặc là các bạn cầm hả, vấn đề là 500.000, các bạn nó bằng 200.000 trước bạn đi chợ thôi. Trước bạn đi chợ 200.000 là bạn đi chợ đủ. Bây giờ chuẩn bị qua Tết năm 2017, 500.000 các bạn đi chợ vẫn không đủ. Đồng tiền phá giá gấp 30.000 lần như vậy. Nha. Chị ơi, nghe nói Nguyễn Tấn Dũng lập đảng mới có không chị? Nó không đủ trình độ để lập một cái đảng mới. Bởi vì phe của thằng Trọng Lú đã đánh tơi bời những cái đệ tử của nó rồi, thì không thể nào mà nó lập được một cái đảng mới cả. Bởi bây giờ tình báo Hoa Nam nó rất là thâm độc, nó đang giam lỏng thằng Nguyễn Tấn Dũng, nó không biết nó giết lúc nào. Kể cả vấn đề là nó giả bộ nó đem ra, nó tung tin là con gái ruột của Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng này kia kia nọ. Nó căm ghen rồi, nó đang nắm thằng Nguyễn Tấn Dũng trong tay, nó đưa con của Nguyễn Tấn Dũng đi ra làm vấn đề là tỉnh ủy này tỉnh ủy nọ, để mà nó đang theo dõi gắt gao.
Kể cả ngày xưa khi thằng Nguyễn Tấn Dũng bị lợi dụng làm thủ tướng, nó cũng đưa thằng Nguyễn Xuân Phát làm phó thủ tướng đó. Thằng này là theo phe thằng Trọng Lú rõ ràng để giám sát những hành động của thằng Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên thằng Nguyễn Tấn Dũng hả, làm thủ tướng chỉ là con bù nhìn thôi, run sợ đủ thứ hết, không có thực lực trong tay. Ngày hôm nay chỉ có toàn dân đứng lên và quân đội, nếu người nào nhìn ra sự thật thì cùng chung với người dân để mà đánh cái phe thân Tàu ở ngoài bộ Hà Nội, ở ngoài Hà Nội, thì mai ra cứu vãn được tình thế. Tụi bay muốn giao nước Việt Nam cho thằng Tàu thì giao cái miền Bắc đi, còn miền Nam trong đây đó là phải đứng lên để bảo vệ thì mai ra nó mới còn yên ổn. Miền Bắc là dân miền Bắc là không dám ai đứng lên rồi đó. Chỉ cần đứng lên là nó tràn qua, nó giết không còn một mạng. Quân đội nó, quân khu 2 bây giờ đang mở cửa rồi. Chỉ cần người dân Hà Nội đứng lên là nó tràn qua như quân Nguyên vậy, nó qua nó giết không còn một mạng người dân ở Hà Nội luôn. Chứ không phải giỡn mặt đâu. Nha. Yeah. Tất cả đều lặng tiếng im hơi để chờ thời hết. Những thằng Trương Tấn Sang, thằng này thằng nọ đều là bị vấn đề là cứ bằng là ra rìa hết. Nó khai trừ khỏi quỹ viên của Bộ Chính trị luôn. Tức là nó sẽ đưa những cái thằng mà vấn đề là cứ bằng là ở Bộ Chính trị lên, những cái phe thân Tàu lên. Mà Hoa Kỳ cũng như các nước người ta đều quan tâm đặc biệt. Người ta biết những thằng Cộng sản là những thằng theo Tàu Cộng. Cho nên khi nó cầm cái baseball của nước Việt Nam qua đây, người ta xét nó vô cùng kỹ. Ta khinh bỉ nó tới mức độ như thế. Nhưng mà nó vẫn cúi đầu, nó chấp nhận bởi vì nó muốn theo Tàu. Bởi vì nó muốn bán nước Việt Nam cho Tàu để mà nó giữ được cái biệt thự của nó. Bởi vì những cái thằng mà theo Tàu bây giờ nó ăn, nó xây nhà biệt thự, nó sợ thay đổi rồi dân đứng lên sẽ lấy nhà cửa, sẽ giết vợ con nó. Cho nên bằng mọi giá, dù cho nó có đưa nước Việt Nam này cho Tàu, nó cũng chấp nhận. Chỉ cần Tàu bảo vệ cho nó một cuộc sống an lành cho tới đời con, đời cháu nó là được rồi. Cho nên biệt thự, nhà cửa nó đang xây lên như vậy, cơ ngơi nó như vậy, nó rất là sợ bị mất. Bây giờ đảng có chết thì kệ con đĩ mẹ đảng, Hồ Chí Minh kệ con đĩ mẹ Hồ Chí Minh. Chỉ cần bảo vệ tài sản của tao là được. Cho nên thằng Trọng Lú bằng mọi cách, dù cho bây giờ mày giết hết dân Việt Nam cũng được, tao chấp nhận làm một thằng Tàu Cộng. Tao sẽ học tiếng Tàu, tao đi theo mày. Chỉ vậy mà thôi. Quý vị và các bạn nên nhớ như vậy. Đã đến lúc người dân Việt Nam. Còn các bạn nào nói gửi đô la ở trong ngân hàng, các bạn giám bộ các bạn thử đi ra đi. Các bạn thử đi ra đi. Các bạn đi ra các bạn rút thử 5.000 đô hoặc 1.000 đô đó, tôi đi qua bên Thái Lan hay tôi đi đâu đó, tôi cần tiền đô, có nó đưa không? Có nó đưa đô la cho các bạn không? Thử đi. Ở Việt Nam bây giờ nó cho ăn chơi xả láng hết. Miễn sao đừng nói tới chính trị là được. Để cho Tàu vô hả, nó làm đủ thứ hết. Nó bán quá chất, nó giết chết là nó trong tương lai hả. Con người 20 tuổi nhìn như bà già 50 tuổi bây giờ đi nè. Mày muốn cá độ bóng đá, mày muốn đá gà, mày muốn làm gì kệ mẹ. Tao không bắt mà tao cũng không cho. Khi nào mà ở xã mà tao cần gà ăn, tao giáo bộ tao rảo xuống mấy cái trường gà, tao bắt 30-40 con gà về, tao là nấu chao, tao ngồi tao nhậu chơi. Đi xa nhận được, mà mấy thằng công an xã phường nó nói đi xa. Hãy anh em mà vấn đề là hả, bắt đầu là giáo bộ. Ngày nào tao, bữa nào chiều buồn quá mày ơi. Không có đồ nhậu giờ sao giờ. Tao thấy cái xóm bên kia, mấy thằng bên kia đó mình giáo bộ, mình cho nó đá hổm gà, nó đá. Bây giờ lâu lâu mình mở chiến dịch bữa đi. Mở chiến dịch cái là bắt được mười mấy con gà, cộng với tiền bạc về tha hồ mình ăn. Đầu nó giả dạng, nó đi vô trường gà, tao vô nó bắn cái thiên lên, đúng luôn đúng, đứng lại, anh đã bị bắt, ngồi xuống á, đủ mẹ mày, ngồi đây, mày đi tao bắn cái mẹ mày, ngồi xuống, móc tiền ra, mày có nhiều tiền, trời em đâu có đá gà đâu, em chỉ đứng coi, mày coi cũng chết mẹ mày luôn nữa, tội coi nặng hơn là tội đá mày có 3 triệu, đưa ra 3 triệu, cái đồng điện thoại của mày đưa ra đây luôn,
cái đồng hồ mày đeo cũng là mày 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 cá độ luôn đó. Trời ơi má, tao đập mày chết mẹ mày à. Đưa đồng hồ ra đây, dây chuyền của mày đưa ra đây. Thằng này cũng vậy, đưa tiền ra mày, móc bóp ra mày. Mày có mấy con gà? Em đâu có đá, em đứng coi em có không có con gà. Con gà cũng tệ mẹ mày nữa, con gà mày cũng đá gà nữa. Đưa gà vô đây cho tao, đủ má. Tao lấy gà nó cuột chân lại, đủ mẹ nó thảy vô trong bao, đủ mẹ nó để dành. Nó ăn không hết, nó đem về nhà nó nuôi chơi, thả cho gia đình nó ăn chơi. Trời ơi, gà đá mà trời ơi. Nó tẩm nghệ đồ kia vô, thịt săn ăn ngon quá mà, nhậu ngon quá mà. Thịt tao nó săn cứng lên luôn mà. Đỏ ao luôn tụi mẹ, tao nuôi mà, gà đá nuôi mà. Phun rượu đồ kia tao nói vô nghệ, xả nghệ đồ kia tao nói thịt nó săn cón lên mà. Tao nói tao vô tao bắt mày chơi vậy đó. Tụi tao đó tổ chức đó, quánh một cái bàn cờ tướng không đó là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam hoặc là 2 tỷ đồng không sao hết trơn. Một ván cờ tướng đó, tao quánh tụi tao không sao. Tụi tao chơi cờ bạc không sao. Còn tụi bay mà đá gà mà vấn đề là chỉ có 2 chai hoặc là 3 chai thì tao cũng gài tụi tao bay vô là cờ bạc tao bắt chơi để làm mẹ gì tao. Thậm chí có hai thằng nhỏ trầm cựa gà ra đá, anh ơi em đã bắt xác rồi, bắt đi mẹ mày, bắt gì tao giận mày, bắt xác nó cũng là cũng là một cái thành phần cờ bạc luôn nữa. Nhà nước không cho cờ bạc, nhà nước văn minh lắm, chỉ có để đảng cờ bạc thôi. Tao bay khỏi cờ bạc, đưa đây, đưa gà đây, đưa hai con đây, tao đem lên xã để tao ngồi tao làm cho tao làm cà ri tao nhậu. Trời ơi, hai thằng nhỏ chéo à mẹ nó, ra trời em cho đá không mà, à mày đá không có học được. Trời ơi, ngày xưa gia đình của Lisa đó, con chó cái nó có chữa, nó gần có 3 ngày nữa nó đẻ thôi. Mà cái thằng chó đẻ ở trên phường á, ban đêm nó đi đó, mà nó cầm súng nó nở lòng nào nó bắn chết con chó mẹ. Con còn lỗ ngổn trọng nó đem về phường để mà nó ngồi nó nhậu, nó tuôn ra nó ăn. Anh của Lisa, cậu của Lisa tức quá trời tức. Ác gì mà ác quá trời á. Nó muốn ăn đợi con chó đẻ ra đi. Con chó còn có chữa có 3 ngày đẻ thôi mà nó đành đạn nó bắn cho chết con chó mẹ rồi, giờ nó móc chó con ra nó bỏ trong nào đem chó mẹ lên nó làm, nó ngồi nó nhậu nó ăn. Lần sau nó đi nhậu về canh me cái nhà ở bên kia cũng mời nó đi ăn đám giỗ đó kia ha. Ở đây bắt đầu là cậu chỉ nháy mắt với anh chị rồi bắt đầu đi ra phục kích nó ha. Bắt đầu nó nhậu xong nó ra nó hút đứa thuốc nó đi cà xiên đủ mẹ giọng thứ cây thun vuông đó ha. Tao cầm 2 cây đủ má tao quất một cái bắt ngoài sao tao quất tới đủ má chuối nhủi nằm ở dưới mương luôn, chết con đỉ mẹ mày luôn, khỏi bao giờ. Mai là tảng sáng người ta hay tin được, người ta ẩm đi vô trong bệnh viện, bây giờ cái đầu ngoẹn bên vậy nè, đủ má bị gãy không chết là mai đó. Giờ đi cái đầu cà nỉa như là bị quẹo mẹ nó gãy cố cúc đó. Cho mày bỏ cái tật mà mày ăn nghe đó, ở Việt Nam là các bạn phải hành động như vậy đó. Trời Lisa hồi nhỏ, gia đình của Lisa hồi nhỏ hơn chứ mày là cái bằng là ở Việt Nam là tao má mày chết mẹ mày. Tao đang nằm ngủ mà đủ mẹ lo phường mà tảng sáng mà hôm nay trên đường hành quân ra mặt trận đó ha, mà chết mẹ với tao. Tao cầm dằn ná mà đủ má tao bắn bóp bóp, tao bắn chừng nào mà đủ má cái dây lo của mày mà nó văng ra thôi, đủ má tao canh me cứ tao ngồi tao lấy đá nhỏ nhỏ tao bắn hoài, bắn 1.000 viên cũng trúng 1 viên cho mày banh mẹ cái dây mày, đủ mẹ tức tắt mẹ nó cái đài luôn rồi, lo tắt mẹ nó luôn rồi khỏi có nghe nữa, để cho tao ngủ cho nó yên ổn. Đủ mẹ nó tối ngày cứ mở lo hoài, mày mở không, mày mở tao bắn cho mày chết mẹ mày luôn. Rồi lần sau nữa bắt đầu nó nói dây bự hơn nữa, đủ má chứ mày nói dây phải không, tao chơi tới xăng thấm cái bông gòn vô, bắt đầu đủ mẹ để lửa lên bắt đầu bắn cho nó lên tới trên trận, bắn cho bông gòn đủ mẹ nó thấm xăng vào nó toàn tan ở trên dây điện, dây điện bằng mũ mà. Bắt đầu chơi một cái cọng do mấy đứa bạn ở dưới đây đó, nó chơi một cái hột quẹt nó búng một cái bốc văng lên chỉnh lửa phân một cái, tao nói nổ một cái bum, nguyên một cái bình điện nó nổ, tao nói nó quét dây điện lại nha, tao nói vui như ngày tại hội. Ủ mẹ kêu phòng cháy chữa cháy xuống đi con, cho mày chết mẹ mày bỏ tật mày gắn lo. Rồi kêu phòng cháy chữa cháy xuống nó dập tắt cái bình điện đó, dập tắt cái cục điện đó, tao nói gần 10 tháng sau nó mới làm lại được, nó mới là gắn lại cái lo mà mày gắn lên là bắn chết mẹ mày, rốt cuộc chịu hết nổi không gắn lo luôn, khỏi gắn lo. Ủ mẹ sớm tao mà gắn lo hả hả, còn trong sớm của Lisa hồi đó đó thấy không, mà đủ mẹ mày vô mày bắt bài hay gì đó không có nói đâu. Ở ngoài sau đó giả bộ mấy bà ngồi nói chuyện với nhau đó, chơi cái vàng mướp á, làm bằng dây kẽm, bắt đầu giả bộ để cái đồ mà các bạn biết ở Việt Nam cái cây mà giật cá bằng điện không, nó ghim cái cây giật cá bằng điện đó, ủ má giả bộ che lên trên cái vàng vậy đó, ủ má ghim điện ở trong vậy đó, dặn con cái đừng ai đi ra, tại vì công an nó đi đảo đảo nó đi mới ưa nhào vậy đó. Bắt nó bắt được 2 lần rồi, lần này nó ăn quen nó tưởng bắt nữa phải không. Mấy bà giả bộ ngồi nói chuyện cũng giả bộ xè xè, đủ má nó tràn cho 2-3 người, đủ má giật đủ má quén cẳng, chết mẹ mày, mày chết mẹ mày, chưa từ đó tới sao chết chết 3 thằng luôn, bị điện giật chết. Các bạn kỳ đó đăng báo 3 thằng bị điện giật chết luôn.
Rồi mà đặt kêu gia đình lên cũng giả bộ nó trời ơi tại vì lỡ đi giật điện vô rồi quên tắt cầu giao điện đâu có biết đâu mấy anh này đi đâu tự nhiên bị giật điện chết đâu chết ở đâu đó chứ đâu. À, bắt đầu đăng máy lên là ba đồng chí đi công tác tuần tra ban đêm cảnh sát khu vực đã bị vô tình bị vấn đề là điện giật chết gia đình ẩm xác về chôn cho mày chết mẹ mày bỏ tật mà mày vô mày lấy từ đó tới sau hả cái khu xốp của Lisa đấy không tao nói là kêu bằng là cu hồn các bản âm binh đại càng không không thằng nào mà dám vô cái xốp của Lisa đâu con nít cũng ngồi bầu cua cá cược chơi tao nói đá gà ê đá ăn tám nè mày tao đá ba xị mày đá bốn xị mày bắt con nào tao bắt con chập mày bắt con thét đá năm ba xị luôn ụ mẹ không có thằng nào mà dám vô mấy bà già ngồi xè tứ sắc ngồi tỉnh bơ luôn ụ mày mày vô mày cày chớt hả đưa thằng cảnh sát khu vực nào mà mất dạy tới để mày chết mẹ mày tao gài điểm giật giật mày cho mày chết con đi mẹ mày luôn chứ mày vô mày bắt các bạn phải như vậy mới được nha thì thôi Lisa hôm nay chương trình cũng gần hơn một tiếng rồi Lisa gửi tới quý vị trong giai đoạn này quý vị phải hành động nha còn quý vị không hành động để cho nó trấn lột quý vị là quý vị chỉ có chết thôi Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị à, Lisa sẽ nói lên về vấn đề là ngày hôm nay tóm lại là Bộ Chính trị nó đưa ra chương trình mà chống tham nhũng hoặc là đừng có ăn bớt có thực thi được hay không là hoàn toàn không có đây chỉ là bíp mà thôi bíp và bíp mà thôi nha đó chương trình ngày hôm nay là nó như vậy Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là an lành và hạnh phúc với gia đình ở bên Việt Nam. Cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình của Lisa trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Khai Dân Trí sắp tới. Xin cảm ơn tất cả.